Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 3 ôn hàng dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là cái phần đầu tiên về lý thuyết hệ thống kiến thức trọng tâm. Phần 1, số học. Số có 3 chữ số. Số có 3 chữ số. Vậy thì nó sẽ có là những cái hàng nào? Thứ nhất là hàng trăm, thứ hai là hàng chục, thứ ba là hàng đơn vị. Vậy là hàng trăm thì nó có là những con số nào? Nó là từ 1 đến 9. Đó. Nó không được con số 0 nha. Nếu như nó là hàng trăm mà số 0 thì số 3 chữ số nó trở thành là số có 2 chữ số. Tại vì số 0 đứng đầu tiên nó không có ý nghĩa gì hết. Bỏ cũng được, thêm vào cũng được. Cách đọc của số đó cộng theo trăm. Nào, ví dụ như là 200, 100, 300, 400, 500, vân vân. Chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục thì nó có thể là số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Cách đọc của số đó cộng với 10. Ví dụ như là 20, 21 hoặc là 31 hoặc là 45, không ạ? Chữ số hàng đơn vị thì nó cũng có thể là số 0, 1, 2, chấm chấm chấm, 8, 9. Nào. Cách đọc của số đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ qua cái bài ví dụ, chúng ta mới biết được, chứ còn nói vậy thì chúng ta cũng chưa hình dung. Lưu ý một số trường hợp đặc biệt của số có 3 chữ số. Chữ số hàng đơn vị là 1 thì đọc là mốt. Ví dụ như là 2, ví dụ là 521. Đó. Cái phía sau này đọc là 21. Còn có số 5 này nữa mà 5 ở hàng trăm, 521. 521. Chữ số hàng chục là 1 thì đọc là 10. À, hàng đơn vị phía sau đọc bình thường. Ví dụ như chỗ này là 614. 614. Chữ số hàng đơn vị là 4 thì đọc là 4. À, ví dụ là 634 hoặc là 634 cũng được ha. 634. Chữ số hàng đơn vị là 5 đọc là 5. 5 giống như đọc ngọng vậy. 715. 715. Chữ số hàng chục là 0 thì đọc là linh. Linh hoặc lẻ cũng được. 302 hoặc là 302. Chúng ta qua phần tiếp theo. Cộng các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Đây là một phép tính. Thực hiện phép tính cộng số có 3 chữ số có nhớ một lần. Ta bắt đầu cộng hàng đơn vị. Cộng, trừ, nhân. Chúng ta đều thực hiện bên tay phải qua bên tay trái. Được. Và là cái hàng bên phải này là hàng đơn vị. Rồi qua hàng chục, rồi qua hàng trăm. Ta bắt đầu là từ hàng đơn vị trước. Như vậy ta lấy 3, ta cộng với 9 là bằng 12, với 2 ta nhớ 1. 2 ta cộng với 6 là 8, 8 ta cộng 1 nhớ nữa là bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 là bằng 3. Cái phần này thầy mới vừa nói xong. Vậy 123 ta cộng với 269 là bằng 392. Vậy cái này nhớ là cái gì? Thứ nhất là chúng ta cộng bên này cộng qua. Hàng đơn vị, rồi tới hàng chục, rồi tới hàng trăm. Rồi chúng ta qua trên tiếp theo. Phần 3, trừ các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Thực ra cái này mà trừ 3 chữ số, 4 chữ số hoặc 2 chữ số gì, chúng ta nắm được cái nguyên tắc của nó thì chúng ta làm nhiều số cũng được. Trừ 2 chữ số mà có nhớ một lần chúng ta nắm được thì chúng ta qua 3 chữ số cũng tương tự, 4 chữ số cũng tương tự, 5 chữ số cũng vậy.
Trước tiên thì chúng ta sẽ trừ bên tay phải qua bên tay trái, trừ cái hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục, tới hàng trăm, vân vân. Thực hiện phép tính trừ các số có 3 chữ số, ta bắt đầu trừ hàng đơn vị trước. Như vậy là 3 mà ta trừ 6 không được, tại vì số 3 nó nhỏ số 6, cho nên chúng ta sẽ mượn 10. Mượn 10 ta cộng với 3 là bằng 13. Người ta họ hay nói vắn tắt là có nghĩa là ta lấy 13, ta trừ cho 6 là bằng 7. Như vậy ngay chỗ này chúng ta đã mượn đúng không? Mượn thì phải trả. Nhớ nha, mượn là phải trả, trả qua quay hàng chục. Đây là 1 ta cộng với 1, mượn nữa là bằng 2, 3 là trừ 2 là còn 1. Như vậy cái hàng chục này hết mượn rồi. Được không? Như vậy qua cái hàng đương hàng trăm. Hàng trăm thì 4 là trừ 2 là bằng 2 là bình thường. Ta viết số 2. Cái này thì đây, 3 không trừ được cho 6, tại vì số 3 nó nhỏ số 6, cho nên ta lấy là 13. 13 có nghĩa là ta mượn 10 đó. Mượn 10. 13 là trừ 6 bằng 7, viết 7 ta nhớ 1. 1 thay 1. 1 chỗ này nè, với 1 nhớ nữa là 2, gọi là 1 thay 1. 3 trừ 2 còn 1. Rồi ta viết 1, rồi tương tự 4 ta trừ 2 là bằng 2. Vậy là 433 ta trừ cho 216 là bằng 217. Chúng ta qua bảng nhân 6, 7, 8 và 9. Đó là bảng cửu trừ. Thì thầy cũng có một cái clip riêng về bảng cửu trừ. Thì mai em tìm trong blog của thầy rồi xem nhé. Bảng nhân 6. 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 2 bằng 12, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 4 bằng 24, 6 nhân 5 bằng 30, 6 nhân 6 bằng 36, 6 nhân 7 bằng 42, 6 nhân 8 bằng 48, 6 nhân 9 bằng 54, 6 nhân 10 bằng 60. Chúng ta qua bảng nhân 7. 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 6 bằng 42, 7 nhân 7 bằng 49, 7 nhân 8 bằng 56, 7 nhân 9 bằng 63, 7 nhân 10 bằng 70. Thực ra chúng ta học bảng cửu trừ 6 này thì từ đây trở về 1 là chúng ta đã học. Tại vì phép nhân nó có tính chất giao hoán, hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. Thì như vậy là 5 nhân 6 có phải chúng ta đã học bảng cửu trừ 5 không? 4 nhân 6 có phải chúng ta đã học bảng cửu trừ 4 không? 3 nhân 6 có phải bảng cửu trừ 3 không? 2 nhân 6 có phải bảng cửu trừ 2 không? Rồi qua bảng cửu trừ này thì từ số 6 này về tới số 1 thì chúng ta cần đã học là 6 nhân 7. Đây, 6 nhân 7 nó là bằng 42. 6 nhân 7, 7 nhân 6 gì cũng bằng 42. 5 nhân 7, chúng ta đã học bảng cửu trừ 5. 4 nhân 8, 4 nhân 7 là bằng 28. Như vậy là bảng cửu trừ trường 4. Rồi, 7 nhân 1 bằng 7, 7 nhân 2 bằng 14, 7 nhân 3 bằng 21, 7 nhân 4 bằng 28, 7 nhân 5 bằng 35, 7 nhân 6 bằng 42, 7 nhân 7 bằng 49, 7 nhân 8 bằng 56, 7 nhân 9 bằng 63, 7 nhân 10 bằng 70. Bảng cửu trừ 8 thì từ bảng cửu trừ 8 này chúng ta đã học từ 7 bước về 1 thì chúng ta đã học. 7 nhân 8 là bằng 56 đây. 8 nhân 1 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, 8 nhân 3 bằng 24, 8 nhân 4 bằng 32, 8 nhân 5 bằng 40, 8 nhân 6 bằng 48, 8 nhân 7 bằng 56, 8 nhân 8 bằng 64. Và cái này là mới nè. 8 nhân 9 bằng 72, 8 nhân 10 bằng 80. Như vậy có 3 cái mới. Bảng nhân 9. 9 nhân 1 bằng 9, 9 nhân 2 bằng 18, 9 nhân 3 bằng 27, 9 nhân 4 bằng 36, 9 nhân 5 bằng 45, 9 nhân 6 bằng 54, 9 nhân 7 bằng 63, 9 nhân 8 bằng 72. Rồi từ đây về dưới này thì chúng ta đã học bên này. 9 nhân 8 cũng giống như 8 nhân 9, 72. 9 nhân 9 là 81, cái này mới nè. 9 nhân 10 bằng 90. Có hai cái mới. Chúng ta qua bảng chia. Bảng chia 6, 7, 8 và 9. 6 chia 6 được 1. 12 chia 6 được 2. 18 chia 6 được 3.
24 chia 6 được 4, 30 chia 6 được 5, 36 chia 6 được 6, 42 chia 6 bằng 7, 48 chia 6 bằng 8, 54 chia 6 bằng 9, 60 chia 6 bằng 10. Bảng chia 7, 7 chia 7 bằng 1, 14 chia 7 bằng 2, 21 chia 7 bằng 3, 28 chia 7 bằng 4, 35 chia 7 bằng 5, 42 chia 7 bằng 6, 49 chia 7 bằng 7, 56 chia 7 bằng 8, 63 chia 7 bằng 9, 70 chia 7 bằng 10. Bảng chia 8, 8 chia 8 bằng 1, 16 chia 8 bằng 2, 24 chia 8 bằng 3, 32 chia 8 bằng 4, 40 chia 8 bằng 5, 48 chia 8 bằng 6, 56 chia 8 bằng 7, 64 chia 8 bằng 8, 72 chia 8 bằng 9, 80 chia 8 bằng 10. Bảng chia 9, 9 chia 9 bằng 1, 18 chia 9 bằng 2, 27 chia 9 bằng 3, 36 chia 9 bằng 4, 45 chia 9 bằng 5, 54 chia 9 bằng 6, 63 chia 9 bằng 7, 72 chia 9 bằng 8, 81 chia 9 bằng 9, 90 chia 9 bằng 10. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.